Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Nón Lá và Dép Tổ Ong. Mình nghĩ cái chủ đề hôm nay sẽ được sự quan tâm rất là nhiều của mọi người. Đang là mùa du lịch nên là chắc hẳn sẽ có rất là nhiều người muốn sang Thụy Sĩ để đi theo dạng du lịch tự túc. Nhưng mà trong đó thì cũng có nhiều người đang băn khoăn là không biết có nên ghé Lucerne ở Thụy Sĩ để tham quan hay không, và nơi đó có những cái cảnh đẹp nào để cho mình đi thăm. Thì những ai mà đang làm những cái lịch trình đi tham quan du lịch Thụy Sĩ tự túc thì vẫn còn đang đắn đo đúng không nè? Các bạn đừng lo lắng, sau khi xem xong cái video này mình đảm bảo các bạn sẽ có câu trả lời là nên đi Lucerne hay không và tại sao phải ghé Lucerne. Lucerne có những cảnh nào đẹp? Mình sẽ mổ xẻ, vạch trần những cái nơi mà cần đi tại Lucerne để giới thiệu đến mọi người. Và cả nhà ơi, nếu mà cả nhà xem cái video này cảm thấy yêu thích và muốn theo dõi mình để xem những cái video khác nữa thì hãy bấm nút đăng ký ở dưới cái video này. Bên cạnh đó có một cái chuông nhỏ nhỏ thì bấm luôn cái chuông đó để mỗi khi mà mình có video mới thì YouTube sẽ thông báo đến cả nhà và cả nhà kịp thời xem những cái video về cảnh đẹp nè, về tips xin visa du lịch tất cả các nước luôn và cuộc sống ở Thụy Sĩ nữa. Và bây giờ mình xin mời mọi người cùng khám phá cảnh đẹp tại Lucerne, Thụy Sĩ. Đi thôi nào cả nhà. Nào và chúng ta cùng nhau dạo quanh một vòng nàng thơ Lucerne, Thụy Sĩ. Một thành phố yên bình nằm ở trung tâm của Thụy Sĩ, nơi có hồ nước cùng tên Lucerne. Và đây cũng là cái hồ lớn thứ tư và là địa điểm du lịch nổi tiếng cho bất cứ ai khi đến cái xứ sở đồng hồ này. Mùa du lịch ở đây bắt đầu vào từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 9. Cả nhà có một lần nào đó đã nghe qua địa danh Lucerne này chưa? Khi đến với thành phố Lucerne, chúng ta sẽ vỡ òa trước cảnh núi non hùng vĩ. Vừa được đi tàu lên đỉnh núi Rigi, nơi có biệt danh là Hoàng hậu của những ngọn núi. Sau đó sẽ cùng xuống hồ Lucerne xinh đẹp nằm giữa Rigi và núi Pilatus. Hồ dài tận 39 km và có nhiều thành phố tiếp giáp hai bên hồ. Bên cạnh núi và hồ, chúng ta còn có thể đến thăm một số cái thắng cảnh nổi tiếng ở Lucerne. Ví dụ như một cái địa điểm mà không thể bỏ qua và một khi đã đặt chân vào cái thành phố Lucerne thì chắc chắn sẽ đặt vào mắt chúng ta ngay và liền, đó là cái cầu Chapel. Cái cầu này cũng được mệnh danh là nơi bắt đầu cho sự quyến rũ của Lucerne. Chúng ta có thể đi bộ theo chiều dài của cây cầu gỗ. Có cái mái che lâu đời nhất ở châu Âu, dừng lại ở cái tháp nước cao bằng đá, cùng đưa mắt ngắm nhìn xung quanh cái quang cảnh thành phố. Cái dòng nước trong xanh trên hồ. Và có một điều đặc biệt đó là ở trên nóc của cây cầu này được đặt những cái bức tranh đầy màu sắc mô tả lại những diễn biến lịch sử đã xảy ra. Và đây toàn là những cái diễn biến lịch sử quan trọng nhất của Thụy Sĩ. Cái địa điểm thứ hai chúng ta cần phải tham quan đó là tượng của chú sư tử. Cái tượng này nó có ý nghĩa là tưởng nhớ đến 700 binh lính mà đã hy sinh khi mà bảo vệ chúa Louis và hoàng hậu Marie năm 1792. Bức tượng dài 10 mét và cao 6 mét. Chú sư tử nằm chết, đầu cúi xuống, mũi tên đâm vào ngay vai và nó được nằm cạnh bên một cái hồ nhỏ. Cái địa điểm tiếp theo mà chúng ta không thể bỏ qua đó chính là phố cổ Lucerne. Nơi đây vẫn còn bảo tồn rất nhiều ngôi nhà của những người lính gác cũ và những cái quảng trường nhỏ có đài phun nước. Một số tòa nhà có khung gỗ bao quanh nằm san sát nhau. Bên cạnh đó, cùng với những con đường len lỏi xung quanh các tòa nhà,
bạn sẽ phải bị chinh phục bởi những cái bức tranh vẽ và những cái nghệ thuật của những tòa nhà này. Phải nói đây là một cái mê cung thì mới xứng tầm, tại vì những con đường lát đá nhỏ ngoằn ngoèo và càng đi sâu bên trong chúng ta càng khám phá ra được cái vẻ đẹp của Lucerne. Mình xin chia sẻ tí xíu về cái tour mà khám phá núi Rigi và hồ Lucerne tại Thụy Sĩ dành cho những ai muốn khám phá tại hai cái địa điểm này. Cái thời gian mà để chúng ta khám phá được cái núi Rigi và cái hồ Lucerne thì mất tầm khoảng 10 tiếng đồng hồ. Thì mình có thể tưởng tượng là mình sẽ dành ra cả ngày để tham quan hai cái địa điểm này, nên là cả nhà phải dự trù thời gian. Đó là lý do tại sao mà mình nói chỉ cần một ngày một đêm là đã khám phá được cái thành phố Lucerne. Muốn lên được Rigi thì chúng ta có thể đi cáp treo hoặc là có thể đi tàu. Nhưng mà mình nghĩ hai cách này thì cách nào cũng mang lại một cái sự thú vị khi mà lên Rigi. Riêng đối với đi bằng tàu thì chúng ta sẽ được chinh phục cái tuyến đường sắt lên núi lâu đời nhất tại châu Âu. Đó là 1.800m. Chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh tráng lệ với cái núi non trùng trùng đẹp đẹp. Nếu chúng ta lên núi vào cái thời gian mùa hè và mùa thu là bắt đầu từ khoảng tháng 6 đến tầm khoảng tháng 10, mình nghĩ đây là cái thời gian đẹp nhất tại vì nó sẽ không lạnh lắm. Và có một điều lưu ý là mặc dù trời sẽ nắng nhưng mà khi mà lên tới ngọn núi thì các bạn sẽ cảm giác lành lạnh, tại vì đẹp với độ cao rất là cao nên là chúng ta có thể mang theo cái áo khoác mỏng và các bạn sẽ được chìm đắm trong mây mù giăng lối. Với những ai có niềm đam mê săn mây thì đây là một trong những cái địa điểm lý tưởng tại Thụy Sĩ để chúng ta săn mây. Sau khi dạo quanh một vòng ở núi Rigi thì chúng ta có thể quay ngược lại Lucerne bằng cách là sẽ đi thuyền để thưởng ngoạn trong vòng 1 tiếng đồng hồ và cùng trầm trồ trước cái vẻ đẹp cổ kính của thành phố hai bên hồ tĩnh lặng. Một cái tips chia sẻ với cả nhà, nếu mà sau khi đi thăm Rigi xong và chúng ta vẫn còn năng lượng để đi tiếp, chúng ta có thể dừng lại bất kỳ ở một cái trạm dừng chân nào để khám phá các thành phố ở đó. Sau khi cả nhà cùng mình dạo quanh một số nơi tại Lucerne thì cả nhà suy nghĩ như thế nào, là mình có nên đi hay không? Và câu trả lời của mình, riêng đối với cá nhân của mình, câu trả lời đó là nên đi. Tại vì từ Zurich đến Lucerne cao lắm, maximum luôn, đi tàu là tầm khoảng 1 tiếng hoặc là 1 tiếng 15 phút tùy vào cái chuyến tàu mình đi. Nếu mà tàu nhanh thì có thể nhanh hơn nữa. Và trường hợp mình không có thời gian nhiều thì mình có thể ở lại Lucerne một ngày một đêm. Như vậy thì cũng đã đủ rồi cả nhà, đủ để khám phá rồi đó. Mình xin chúc cả nhà có một chuyến đi du lịch Thụy Sĩ tự túc thật đẹp, thật ý nghĩa. Và chắc chắn là sẽ có nhiều, thật nhiều những cảnh đẹp trong điện thoại. Và nên chuẩn bị một cái bộ nhớ điện thoại thật trống, hoặc là chuẩn bị thêm 2 hoặc 3 cái thẻ nhớ cho cái máy chụp hình. Tại vì mình tin là khi mà cả nhà chỉ cần đưa cái máy chụp hình lên thì mọi góc ngách ở Thụy Sĩ đều sẽ cho bạn một cái bức ảnh thật là đẹp. Xin cảm ơn cả nhà một lần nữa vì đã xem video đến giây phút này. Và cả nhà ơi, nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cái video này nha. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều, xin chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và hẹn cả nhà video lần sau. Xin chào tạm biệt, bye bye cả nhà.